iPhone 13 Pro lộ concept với hai màn hình cực đỉnh. Mẫu iPhone 13 Pro xuất hiện mới đây trong một video concept của kênh YouTube Concepts iPhone đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về một chiếc iPhone không có nhiều đột phá về mặt thiết kế. Theo đó, iPhone 13 Pro sẽ có một màn hình phủ phía sau mặt lưng, có kích thước gần như bằng với cụm camera để tạo tính đối xứng. Màn hình phủ này sẽ hiển thị một số thông tin cơ bản như email, thời tiết, iMessenger, Apple Music, dung lượng pin. Qua những hình ảnh concept có thể thấy, máy vẫn giữ vẻ ngoài vuông vức như iPhone 12, cụm camera không quá lòi so với người tiền nhiệm, thiết kế cũng được tung ra với hàng loạt phiên bản màu hot như màu tím, đỏ, hồng. Nếu như thực sự xuất hiện màn hình phủ trên iPhone 13 thì nó chỉ có trên phiên bản nâng cấp là Pro và Pro Max. Mặc dù vậy, Apple chưa bao giờ xác nhận điều gì về iPhone 13. Cả Apple có thể sẽ công bố 4 chiếc iPhone vào mùa thu này là iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max cùng với AirPods mới và Apple Watch Series 7. Theo các leaker uy tín, sự kiện ra mắt dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 9, bắt đầu được vận chuyển tới tay người dùng ngày 24 tháng 9. Đây là một giả thiết khá hợp lý khi Apple thường tổ chức sự kiện công bố iPhone hàng năm vào thời điểm này và thường bắt đầu vận chuyển khoảng 10 ngày sau đó. Vậy bạn đã gom lúa, sẵn sàng tạo iPhone 13 chưa nào?